Kính chào quý khán giả. Trần Hưởng xin trình bày tóm lược đề tài Hội nghị Trung ương 10 đầu voi đuôi con gì của ký giả Phạm Trần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi thường người dân và đảng viên khi quyết định không công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại kỳ họp Trung ương 10 từ 5 đến 12 tháng Giêng năm 2015. Việc làm không trong sáng này của ông Trọng chỉ làm cho ông và Ban chấp hành Trung ương mất đi niềm tin vốn đã sa sút trong Đảng và nhân dân trước thềm Đại hội Đảng 12 đầu năm 2016. Ai cũng biết uy tín và khả năng lãnh đạo của ông Trọng đã xuống thấp nhất từ sau khai hội nghị Trung ương 6 từ 1 tháng 10 đến 15 tháng 10 năm 2012 và 7 từ 2 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2013. Tại hội nghị 6, ông Trọng đã thất bại trong nỗ lực kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã có những sai phạm trong lãnh đạo. Và tại hội nghị 7, Trung ương đã bác hai ứng viên vào Bộ Chính trị do ông Trọng cơ cấu là Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương và ông Vương Đình Huệ, trưởng ban kinh tế Trung ương. Vì vậy, khi ông Trọng, người có lá phiếu quyết định trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị không công khai kết quả, thì sự nghi ngờ có vấn đề trong cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng Giêng càng lên cao trong dư luận. Người dân và đảng viên chỉ được ông Trọng cho biết trong diễn văn bế mạc 12 tháng Giêng năm 2015 rằng Ban chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, xem xét, tiếp tục giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội nghị vân vân. Nhưng tại sao lại phải giấu kết quả bỏ phiếu và nhằm mục đích gì khi ông Trọng đã khoe trong diễn văn bế mạc rằng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, các đồng chí ủy viên Trung ương đã tiến hành các công việc này rất nghiêm túc, đúng với quy định của Đảng, vân vân. Rồi ông tự khen với những kết quả nêu trên, chúng ta có cơ sở để khẳng định hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Nếu đã nói thật sự dân chủ, đoàn kết, thống nhất và thành công tốt đẹp mà vẫn cứ giấu kín việc kiểm điểm bản thân thì hành động khuất tất này phải có lý do không bình thường. Nếu uy tín lãnh đạo trước Đảng và dân vẫn tốt. Vậy có phải vì cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng Giêng năm 2015 có dính đến ông Trọng nên ông không muốn vạch áo cho người xem lưng hay nhiều ủy viên trong tập thể lãnh đạo cao nhất đã bị cho điểm xấu nên cần giấu nhẹm cho đỡ mất mặt? Trong hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hay bổ nhiệm được phổ biến công khai trong hai năm 2013 và 2014 không có tên ông Nguyễn Phú Trọng vì ông không thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà do Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu lên. Ba chóp bu lãnh đạo gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tên trong danh sách Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Vậy thì nhạy cảm với ai mà phải giấu như thế này, thưa quý vị? Hai cách bỏ phiếu khác nhau ở chỗ nào đây? Quốc hội là cơ quan lập pháp do dân bầu ra, tuy vẫn do đảng cử các ứng cử viên để cho dân chọn, cho có vẻ dân chủ, nên quốc hội có trách nhiệm với dân là trên hết.
dù không bao giờ được vượt quyền điều khiển của Bộ Chính trị. Ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam không do dân chọn hay bầu mà là một tập thể tự lập và tự cho mình quyền lãnh đạo, nên muốn làm gì tùy ý và tùy hứng, theo điều lệ Đảng là chính. Dù điều lệ Đảng cũng quy định Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp. Do đó, công khai hay giữ kín việc Đảng làm là do lãnh đạo Đảng quyết định, nên không ai ngạc nhiên khi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rào trước đón sau trong diễn văn khai mạc hội nghị 10 ngày tháng 5 năm 2015. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành đã mở cửa khuyết điểm cho mọi người thấy, không cần gì các thế lực xấu hoặc thù địch phải vạch lá tìm sâu. Bởi vì theo ông Trọng nói thì Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014. Rồi ông lại tự khen: các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định vững vàng, tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, làm việc có hiệu quả. Như vậy thì có phải ông đã đặt cái cày trước con trâu, khiến cho 175 ủy viên chính thức có quyền bỏ phiếu tín nhiệm, phải đặt quyền lợi của Đảng trên hết, dù có muốn quyết định ngược lại cũng không được. Bỏ phiếu cho điểm nhau mà kinh tế Việt Nam cứ lùi mãi, thưa quý vị. Chẳng hạn như ông tự bôi son, chét phấn cho hai cơ cấu lãnh đạo tối cao của Đảng trong diễn văn khai mạc năm 2014. Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị, các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả quan trọng, vân vân. Nhưng rồi ông Trọng lại mâu thuẫn khi báo cáo công lao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong công tác điều hành nền kinh tế. Ông nói: nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực hơn, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng cao hơn năm 2013, vân vân. Nhưng ngay sau đó ông lại lội ngược dòng: tuy nhiên, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế, kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc, vân vân. Những điều ông Trọng thừa nhận không mới mà chỉ lặp lại chung chung như đã xác nhận trong báo cáo tại kỳ họp khóa thứ 8, Quốc hội khóa 13 ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là: kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc, bộ chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh, vân vân. Tuy nhiên ông Trọng lại không nói gì đến tình trạng trong năm 2014 đã có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và nạn 70% sinh viên có bằng cử nhân không tìm được việc làm. Theo báo cáo chính thức thì trong năm 2014, cả nước có tới gần 70.000 doanh nghiệp gặp khó khăn, buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, vân vân. Đối với các doanh nghiệp nhà nước thì càng kinh doanh càng lỗ khủng. Được kiểm toán nhà nước điểm mặt là công ty mẹ Sienco, công ty do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vân vân. Thưa quý vị, vậy thì màn bỏ phiếu tín nhiệm này là bỏ phiếu hay bỏ bùa đây? Xin quý vị đừng rời máy, chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi đề tài Hội nghị Trung ương 10 đầu voi đuôi con gì của ký giả Phạm Trần, do Trần Hưởng trình bày tóm lược. Nghi vấn là Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm
đang chơi trò bỏ phiếu hay bỏ bùa. Như vậy thì khi bỏ phiếu, các ủy viên trung ương căn cứ vào đâu để quyết định và ai là người chịu trách nhiệm về nền kinh tế đang làm cho dân sống dở chết dở? Chẳng lẽ lại đổ hết lên đầu ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nội các vì ông Dũng chỉ là người thừa hành theo quyết định của tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị 16 người và Ủy ban Bí thư 11 người. Vậy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có trách nhiệm gì không? Hay lại bảo những thiếu sót là do lỗi hệ thống nên không ai phải chịu trách nhiệm, mà cả tập thể xin nhận lỗi trước Đảng và trước nhân dân để cho huề cả làng? Với tư duy lãnh đạo cứ đổ rác ra cho dân hốt như thế thì quy định lấy phiếu tín nhiệm của Đảng chỉ còn là tờ giấy rác. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng và 174 ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương đã không cho dân và đảng viên biết kết quả, nên cuộc bỏ phiếu ngày 10 tháng Giêng năm 2015 trở nên trơ trẽn, là trò chơi tháo cái mạo danh dân chủ của Đảng. Vớ vẩn hơn nữa, không giống như Quốc hội buộc các chức danh lấy phiếu tín nhiệm phải kê khai tài sản, thì Đảng lại tha cho những lãnh đạo không phải khai báo. Ngoài ra, cách thức thẩm định người được bỏ phiếu cũng làm theo cách của Quốc hội theo 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Nên cuối cùng, dù kết quả không công khai thì ai cũng có thể đoán ra cuộc bỏ phiếu ngày 10 tháng Giêng năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương không làm cho ai bị sứt môi bể mũi gì cả. Thế thì trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này có gì đáng nói không? Thưa, ngoài những điểm nói đao to búa lớn nhưng rỗng tuếch như trên, hội nghị 8 ngày của Trung ương 10 tuy được ông Nguyễn Phú Trọng mạ kền là nhân vật quan trọng vì đã thảo luận những báo cáo sẽ trình ra trước Đại hội Đảng khóa 12, nhưng tự chung Đảng vẫn loay hoay như con rối trước trận bão đòi dân chủ và chống Đảng độc quyền lãnh đạo, đồng thời không che giấu được tình trạng rối loạn thần kinh trên con đường được gọi là quá độ lên xã hội chủ nghĩa với mớ lý luận huyên thuyên. Điều quan trọng nhất của bài diễn văn bế mạc của ông Trọng đã tập trung vào việc phải duy trì quyền lực cho Đảng và sự tồn tại của chế độ theo chủ nghĩa cộng sản. Ông kêu gọi Ban Chấp hành phải nắm vững và khẳng định đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, nhà nước ta. Tất cả những thứ phải đổi mới này xưa như trái đất, vì Đảng đã làm từ năm 1986, thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhưng không những tồn tại như cũ mà còn lan rộng ăn sâu trong đội ngũ cán bộ đảng viên tham nhũng, đến nỗi nhân dân phải ta thán càng cải cách càng hành dân. Như thế đã thấy rõ, càng chậm chuyển hướng từ độc tài sang dân chủ, từ độc quyền báo chí kiểm soát dư luận sang tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, quyền đình công để bảo vệ quyền lợi cho dân, thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng xa lầy, càng đẩy đất nước vào vòng khống chế của Trung Quốc. Hiện tượng người dân, một bộ phận lớn trong quân đội và công an, không còn tin vào báo chí và bộ máy tuyên truyền của Đảng đã khiến cho Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Chính trị Quân đội bối rối. Do đó không có gì ngạc nhiên khi Hội nghị Trung ương 10 phải thảo luận công tác tăng cường kiểm soát báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử, bao gồm cả các mạng báo tự do đang phát triển nhanh và đã khỏi tầm tay kiểm soát của hai bộ Công an và Thông tin và Truyền thông. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nói công khai rằng không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.
nhưng càng siết chặt, càng định hướng và càng kiểm soát bao nhiêu thì sự kiên quyết thực hiện quyền tự do tư tưởng của dân càng lên cao, như đã thấy từ năm 2011. Rối ren trong đảng còn được chứng minh về sự loay hoay bằng đường lối cố bám lấy chủ nghĩa phá sản cộng sản và chủ trương nửa nạc nửa mỡ làm kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và do nhà nước làm chủ. Trung ương 10 đã thể hiện tình trạng hoang mang, không biết xoay sở ra sao với cụm từ xã hội chủ nghĩa trong thông báo cuối của hội nghị. Câu chuyện lý luận tịt ngòi này chả thấy đâu là đường ra của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cả. Có bao giờ đảng dám tranh luận nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tốt hơn gấp vạn lần một nhà nước biết thượng tôn pháp luật của chủ nghĩa tư bản không? Hay một nhà nước tự do dân chủ và biết tôn trọng quyền làm chủ đất nước của dân lại luôn luôn chậm tiến và tụt hậu sau nhiều năm so với mức tiến như rùa bò của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Sự lúng túng trong tư duy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam còn là lực cản của dân và của nước khi lãnh đạo cứ mãi ca bài ca nhàm tai, đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ, nhưng dân thì cứ mãi trắng tay mà lãnh đạo thì giàu sang phú quý hơn mọi thời đại. Đó là mặt trái của nền kinh tế thị trường hay mặt trái của chế độ mà Hội nghị Trung ương 10 vẫn chưa nhận thấy, khi khai mạc là con voi mà đến khi kết thúc thì cái đuôi cũng không còn của voi nữa, thì là đuôi con gì, con chi chi đây thưa quý vị? Trân trọng kính chào quý khán giả và hẹn tái ngộ vào các chương trình khác. Bước sang phần tin có liên quan đến Việt Nam, kính mời quý vị theo dõi bản tin sau đây cùng với Diệu Quyền. Thưa quý vị, nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng về cái chết bất ngờ của Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng. Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam lên tiếng cho biết, Cục trưởng Cục Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng đã làm việc bình thường trước khi nhân viên làm vệ sinh tìm thấy ông ta đã chết trong phòng làm việc. Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao về Giao thông Vận tải, thì khi nghe tin, Bộ trưởng của các thứ trưởng, các nhân vật cao cấp Cục Đường sắt, các cơ quan y tế và gia đình đã có mặt. Sau đó thì đưa xác ông Thắng tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam xác định ông Thắng vẫn làm việc bình thường trước khi chết. Trong ngày 22, ông Thắng đã chủ tọa cuộc họp của Ban lãnh đạo Cục Đường sắt và dự họp cuộc tái cấu trúc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Doanh là cục phó Cục Đường sắt vừa lên thay thế cho ông Nguyễn Hữu Thắng, bác bỏ tin ông Thắng tự tử và nói rằng cần phải chờ kết quả điều tra. Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua đã gặp nhiều tai tiếng về tham nhũng. Công trình lớn nhất của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường sắt hiện nay là xây dựng hai cây cầu xa lửa gọi là đường sắt trên cao. Tuyến đường thứ nhất nối liền từ Hà Đông và Cát Linh dài 13 cây số, vay của Trung Cộng 891 triệu Mỹ Kim để đầu tư. Tuyến đường thứ nhì nối liền Nhổn và ga Hà Nội dài 12.5 cây số, vay của Pháp 1 tỷ 485 triệu euro. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là dự án gặp nhiều rắc rối trong năm 2014 với hai vụ tai nạn lao động rất lớn. Trong năm 2014, công ty tham vấn giao thông Nhật, còn được gọi tắt là JTC, đã hối lộ cho 5 viên chức Cục Đường sắt trên 80 triệu yen để được cố vấn dự án. Bị báo chí Nhật tố cáo, cho nên những người nhận tiền hối lộ của JTC không thể che đậy được và họ đã bị truy tố. Cũng trong ngày hôm nay, trong lúc mà cái chết bí ẩn của ông Nguyễn Hữu Thắng đang gây xôn xao dư luận, Việc Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường nhận tiền hối lộ từ một nữ doanh nhân đang bị phanh phui cũng tạo nên dư luận, và có nhiều người cho rằng việc chia chác tiền bạc, tham nhũng trong Bộ Giao thông Vận tải là nguyên nhân đưa tới cái chết của ông Nguyễn Hữu Thắng. Người khởi xướng phong trào "Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam" đã bị bắt giữ. Anh Lã Việt Dũng, sinh năm 1976, là thành viên câu lạc bộ NOU Hà Nội, người rất nhiệt tình trong phong trào đấu tranh dân chủ và luôn đi đầu trong các cuộc xuống đường biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược biển đảo của Việt Nam.
Gần đây, anh Dũng đã phát động phong trào Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 23 tháng Giêng, vì bất bình trước việc hai sĩ quan công an Hà Nội ngang nhiên lấn chiếm đất của một cụ già, anh Dũng đã lên tiếng phản đối hành động này. Nhưng thay vì chính quyền phải giải quyết theo pháp luật thì họ lại bắt giữ anh. Hai công an lấn chiếm đất là Nguyễn Quang Vinh, sĩ quan phòng tổ chức Sở Công an Hà Nội, và Lê Ngọc Thái là sĩ quan công an quận Tây Hồ. Hai tên sĩ quan này cùng cư ngụ tại số 18 ngõ 34 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lợi dụng nhà láng giềng gia đình chỉ có một cụ cao niên, chồng đã qua đời, các con gái thì đi lấy chồng, gia đình hai sĩ quan công an Hà Nội đã cố tình lấn chiếm đất của cụ bà, khiến cho khu vực dân cư rất là bất bình. Căn cứ vào hồ sơ đất đai, tòa án đã phán xét việc gia đình hai sĩ quan công an trên vi phạm pháp luật lấn chiếm đất trái phép. Nhưng ngày hôm nay, khi gia đình của cụ bà chủ đất cho dọn dẹp phần đất của mình, thì hai tên sĩ quan công an đã gọi công an phường đến bắt giữ tất cả những người phản đối việc chiếm đất. Sau đó thì công an phường thả hết mọi người, nhưng riêng anh Lã Việt Dũng thì họ đã viết lệnh tạm giữ. Đây có thể nói là hành vi trả thù của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với một người đã phát động phong trào Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản tin sau đây cho hay chủ tịch xã và phòng tài nguyên cũng như là môi trường Bến Tre cấu kết trục lợi. Thưa quý vị, theo như tin từ Bến Tre cho hay là có nhiều người dân tại thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre đang rất bất mãn đối với hành vi cấu kết trục lợi của chính quyền. Bà Lê Thị Dạ, 83 tuổi tại thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đã trên 10 năm nay khiếu nại về việc Ủy ban Nhân dân huyện cấp nhầm gần một mẫu tay đất của gia đình bà vào sổ đỏ của ông Trần Văn Rồi, nguyên là con của ông Trần Văn Trái, người đã mua đất trước đó của gia đình bà Dạ và sau đó thì chia quyền thừa kế cho các con của ông ta. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại đã bác các đơn khiếu nại của bà Dạ và cho rằng việc bà Dạ khiếu nại là không có căn bản. Tuy nhiên thì ban đầu khi thấy sự sai lầm sau khi mà gia đình bà Dạ gửi đơn khiếu nại thì Ủy ban Nhân dân huyện đã hủy sổ đỏ và đặt cấp nhầm. Tuy nhiên thì sau khi mà vụ việc bị đổ bể, ông Trần Văn Rồi được Ủy ban Nhân dân huyện lén lút cho phép bán gần một mẫu đất không phải là của ông ta cho các cán bộ huyện như là ông Trần Hoàng Lâm, là trưởng công an xã Thạnh Trị vào lúc đó và nay là phó chủ tịch xã. Thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng kênh cầu Ván được đền bù, mặc dù chủ quyền thuộc về bà Lê Thị Dạ, nhưng số tiền đền bù thì lại được chia cho các cán bộ được cấp sổ đỏ trái phép. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2012, ông Nguyễn Văn Măng, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại, ký văn bản gửi cho chánh thanh tra huyện yêu cầu phải giải quyết đơn thư khiếu nại của cụ bà Lê Thị Dạ. Cơ quan này thì lại cho rằng bà Dạ nên gửi đơn khởi kiện ra tòa án huyện. Dân chúng tại thị trấn Bình Đại thì lại nói rằng vụ khiếu nại của bà Dạ sẽ không đi đến đâu vì có dính líu tới nhiều nhân vật cầm quyền tại địa phương. Và sau đây là phóng sự từ Oregon. Vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Hai, 19 tháng Giêng, tại hội trường trung tâm Highland trên đường Gleason thuộc thành phố Portland diễn ra chương trình tưởng niệm 30 năm làm sống lại ước mơ của mục sư Martin Luther King Jr. Phóng viên Quang Trung gửi về bản tường trình sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Vừa qua, vào lúc 12 giờ trưa thứ Hai ngày 19 tháng Giêng năm 2015, tại hội trường trung tâm Highland trên đường Gleason thuộc thành phố Portland đã diễn ra chương trình tưởng niệm 30 năm làm sống lại ước mơ của mục sư Martin Luther King. Hôm nay, toàn Hoa Kỳ tổ chức tưởng nhớ mục sư Martin Luther King. Ông là người đấu tranh cho quyền lợi người da đen và là người đã từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Ông nổi tiếng với bài phát biểu Tôi có một giấc mơ, I have a dream, trong đó nói về những cuộc đấu tranh hòa bình, về sự bình đẳng giữa các chủng tộc. Trong buổi lễ, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Charlie Howe, thị trưởng thành phố Portland, bà Carol Smith, sở hợp chính Portland, đông đảo giới chức của thành phố đến tham dự, và cũng như có mặt giới truyền thông báo chí Hoa Kỳ tại địa phương. Mến mời quý vị theo dõi phóng sự. But by all means do, but let's also find specific ways that we can make this community better, and I want your help in that. And I think that's the spirit that Dr. King would expect. Of course protest, of course stand in the face of injustice, but then work for real change. Stone of achieving Dr. King's dream.
At the Portland Association of Teachers, we believe every child in Portland, regardless of their parents' bank account, regardless of the color of their skin, Martin Luther King, and honor his vision for a more just and compassionate world in which we can raise and educate our children. We're also celebrating the 50th anniversary of the Voting Act's right of 1965. We owe the success of this legislation to a community of citizens who believed in the vast importance of equal rights for all. Lễ tưởng niệm 30 năm làm sống lại ước mơ của mục sư Martin Luther King với sự góp phần văn nghệ của nhiều nhóm hợp xướng các trường học và các ca đoàn. Chúng tôi, nhóm thông tin viên SBTN Chính trị xã hội, tường trình từ thành phố Portland, Oregon, thân ái chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn nhóm phóng viên Ngọc Hoa và Quang Trung. Sau đây là phóng sự từ Little Sài Gòn. Thưa quý vị, nhân dịp Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm Sri Lanka và Philippines, phóng viên SBTN Lâm Huyền Vi phỏng vấn linh mục Phaolô Trịnh Minh Thái tại giáo xứ St. Columban thuộc giáo phận Orange County. Mời quý vị theo dõi sau đây. Cảm tưởng của cha như thế nào khi được biết tin là Đức Giáo Hoàng sẽ đến Philippines và Sri Lanka? Vâng, thì đây là một cái chuyến đi mà có lẽ cũng làm cho nhiều người cảm thấy hơi ngạc nhiên chút xíu, vì ngày mấy tháng trước vừa mới ghé thăm Nam Hàn, cũng là Á Châu của chúng ta. Và rồi sau đó ngài đã quyết định là ghé thăm Sri Lanka, là một đất nước trước giờ cũng có xung khắc về chủng tộc, rồi đánh nhau mãi cho đến 2009 lận. Chúng tôi lạ là ngài đến Sri Lanka, là một đất nước mà ít được báo chí nói đến, nhưng mà Philippines thì lại là có dân số lớn nhất về tỷ lệ trên vùng châu Á của chúng ta. Thưa cha nghĩ thế nào về những cái thông điệp mà Đức Thánh Cha gửi ra cho giáo dân, giống như là vấn đề không được thụ thai nhân tạo chẳng hạn? Những vấn đề thời sự nóng bỏng đó là vấn đề thụ thai nhân tạo chẳng hạn, hoặc là ngừa thai, những phương pháp ngừa thai nhân tạo. Và vấn đề nhạy bén, nhạy cảm đó là đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng tính. Những vấn đề thời sự đó luôn luôn được giáo hội bày tỏ quan điểm rõ ràng. Quan điểm của giáo hội là trước sau như một, hàng bao nhiêu ngàn năm qua, giáo hội càng ngày càng vững vàng và đi tiên phong trong việc bảo vệ sự sống và tôn trọng sự sống. Không nên dùng bất cứ một cái gì nhân tạo nó khiến cho mình biến người bạn đời của mình thành đồ chơi, mà là luôn luôn có một cái liên hệ yêu thương gắn bó và mở rộng ra đối với sự sống. Thưa cha, cái vấn đề mà tham nhũng ở Philippines thì ai cũng biết rồi. Và Đức Giáo Hoàng có đề cập đến cái việc này. Thì ở Việt Nam thì cũng vậy, họ cũng tham nhũng. Thì nếu mà Đức Giáo Hoàng về Việt Nam thì thưa cha có nghĩ là Đức Thánh Cha cũng nói tương tự như ở Philippines không với chính quyền Việt Nam hiện nay? Một điều mà tôi cảm nghiệm được nơi Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đó là một cái lòng can đảm thiêng liêng. Một cái sự can đảm dám nói sự thật và không có ngại gì hết, mà nói trong yêu thương, trong xây dựng, để cái mục đích của ngài nói không phải chỉ trích hay là tạo kẻ thù, nhưng mà ngài nói để mà khiến cho người ta thay đổi tâm hồn, thay đổi cái hành động và cách sống. Ý kiến của cha thế nào về tình hình chính trị của Việt Nam với Vatican? Tôi thiết tưởng là quan điểm của giáo hội thì không có làm chính trị. Các linh mục, các giáo mục không làm chính trị. Cho nên những cái buổi mà vận động tranh cử thì các ngài không nên hiện diện. Nhưng mà nói đến cái liên hệ về chính quyền Việt Nam và chính quyền Vatican, thì ý của tôi thì tôi thấy giáo hội luôn luôn mở rộng để mời mọi người có một cái sự thay đổi đường hướng mà lo cho dân, cho nước.
Thưa quý vị, theo đài BBC, luật sư Lê Công Định, nhà hoạt động dân chủ với 5 năm tù giam và 3 năm quản chế, đã cho biết là video được cho là một hình thức nhận tội mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phát trên các kênh truyền thông, đã được an ninh Việt Nam thu nhiều lần, sắp đặt và cắt xén có lợi cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Luật sư Lê Công Định nói về mặt tuyên truyền, thì cơ quan an ninh phải làm vậy mới chứng minh rằng họ bắt những người đấu tranh và nhóm người của ông là đúng người và đúng tội. Cơ quan an ninh yêu cầu ông đọc lại bản tường trình đó với một lý do là có những lãnh đạo cao cấp hơn xem quá trình thẩm vấn của cơ quan điều tra như thế nào. Khi ông đọc bản tường trình thì cơ quan an ninh thâu và cắt ghép rất khéo léo, không phản ánh đúng hoàn toàn những câu mà ông nói nó liên tục như thế nào. Luật sư Lê Công Định, 47 tuổi, bị bắt vào tháng 6 năm 2009. Ông bị kết án 5 năm tù và 3 năm quản chế. Cùng đợt với ông có 3 người khác là các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Luật sư Lê Công Định cho biết, trong khoảng thời gian đi học ở nước ngoài, ông đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phương Tây về dân chủ, tự do và nhân quyền. Vụ bắt và xét xử Lê Công Định đã thu hút sự chú ý đặc biệt của quốc tế vì ông Lê Công Định có tiếng trong giới luật sư và đã từng đại diện lợi ích cho Việt Nam trong nhiều vụ kiện có yếu tố nước ngoài. Trao đổi đàm phán TPP giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, sáng ngày 22 tháng Giêng, ông Stefan Selig, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Phó Thủ tướng Cộng sản Vũ Văn Ninh nhân chuyến làm việc tại Việt Nam. Đặc biệt, chuyến đi này có ý nghĩa mở đầu cho sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia năm 2015, năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chuyến đi này của đoàn Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã trao đổi với các bên liên quan về tình hình đàm phán TPP với những vấn đề mà hai bên cùng có quan tâm như là mở cửa thị trường hàng hóa dịch vụ, đặc biệt là những mặt hàng sẽ tạo ra lợi ích lớn đối với hai quốc gia khi mà TPP được hoàn thành và có hiệu lực. Ông Selig cũng nhắc đến thông điệp liên bang mới đây của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, khẳng định là TPP là một hiệp định quan trọng với sự tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ và những quốc gia tham gia. Theo lời ông Selig, khi mà TPP được hoàn thành và có hiệu lực thì xuất khẩu trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam có thể tăng 28%, sẽ có tác động đáng kể cho tăng trưởng kinh tế trong nước. Trao đổi với Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, ông Ninh mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục dành sự quan tâm, xem xét tích cực lợi ích cốt lõi của Việt Nam trong các mặt hàng dệt may, da giày, nông sản, thủy sản, cũng như hỗ trợ Việt Nam về năng lực thực thi các quy định của TPP và Hoa Kỳ dành cho Việt Nam thỏa thuận thương mại ưu đãi, tức là PTA, để giúp cho Việt Nam có những thay đổi lớn về chính sách, có năng lực cần thiết để tham gia WTO, cũng như đáp ứng được yêu cầu phát triển của TPP mang lại. Tin về Cần Thơ và Riverside City kết nghĩa chị em. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ và thành phố Riverside, tiểu bang California đã kết nghĩa chị em. Cuộc thỏa thuận này đã kết thúc với chữ ký của hai thành phố ngày hôm thứ Ba 20 tháng 1, mặc dù có nhiều tranh cãi trong cộng đồng trước đó. Thị trưởng Williams Bailey cho rằng mối quan hệ giữa Cần Thơ và Riverside sẽ là cơ hội để trao đổi văn hóa, giáo dục và thương mại. Cần Thơ là thành phố kết nghĩa thứ 9 của Riverside. Ông Lê Hùng Dũng dẫn đầu phái đoàn Cộng sản Việt Nam với 18 người tới tham dự lễ kết nghĩa nói rằng con số 9 là con số may mắn trong văn hóa Việt Nam. Quan hệ giữa hai thành phố sẽ là cơ hội để hiểu nhau hơn và trao đổi về giáo dục. Một tấm bảng mang tên Cần Thơ đã được trương lên gần những tấm bảng của 8 nước kết nghĩa khác gồm Mexico, Hàn Quốc, Đức, Nhật, Ghana và Trung Cộng. Khi ý tưởng kết nghĩa giữa Cần Thơ và Riverside đưa ra vào năm 2012, đã gặp nhiều sự phản đối của những cựu chiến binh tham gia cuộc chiến Việt Nam và một số cư dân Riverside. Các cựu chiến binh cho rằng việc kết thân với một thành phố trong đất nước Cộng sản là sự xúc phạm đến những người bỏ thân xác mình để chiến đấu cho tự do. Còn giáo sư sử học David Mix, chuyên gia nghiên cứu ở Đông Nam Á, từng sống ở Cần Thơ đã cho rằng liên kết này sẽ là cơ hội để hai bên có dịp chia sẻ, nghiên cứu về môi trường và nông nghiệp. Thưa quý vị, Cần Thơ là nơi có hàng triệu người dân đang sinh sống, là nơi được xem là lý tưởng cho đầu tư thương mại. Quảng Ngãi di rời 7.000 dân cho các dự án quy mô lớn. Trong một buổi lễ công bố dự án đầu tư mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất ngày 23 tháng Giêng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Như Sô cho biết, trong thời gian tới đây, có 2.000 hộ dân với hơn 7.000 nhân khẩu sẽ được di rời, nhường đất cho các dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy nhiệt đới Sembcorp, kho chứa ngầm dầu thô, khí điện Cá Voi Xanh, khu công nghiệp đô thị V-Ship. Từ nay cho đến cuối năm, tỉnh này sẽ di rời 341 hộ dân đến một nơi mới, nhường đất để nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất.
tổng kinh phí đền bù, giải tỏa, tái định cư là hơn 780 tỷ đồng. Ông So cũng mong muốn rằng người dân vùng dự án chia sẻ khó khăn, hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để công tác đền bù, giải tỏa được an toàn, nhanh chóng tránh thiệt hại. Hiện nay, Quảng Ngãi chuẩn bị 4 khu đất với tổng diện tích hơn 108 ha, 3 khu nằm sát nhà máy hiện hữu, 1 khu ở cạnh cảng sản xuất, xuất sản phẩm để bàn giao nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất đầu năm với tổng số vốn hơn 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Dự kiến được hoàn thành đưa vào vận hành trước năm 2022. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chức năng xây các khu tái định cư theo đúng tiêu chuẩn nông thôn mới nhằm ổn định cuộc sống cho người dân. Để hoàn thành dự án này, không biết sẽ có bao nhiêu người dân mất đất, mất nhà, bao nhiêu gia đình sẽ phải ghi tên vào danh sách người dân oan, ba mìn. Vẫn trong nguồn tin từ Việt Nam liên quan đến 73 học viên phi công Việt Nam đã bị lừa tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, gần 80 học viên Việt Nam đang học tại trung tâm huấn luyện phi công ở Hart, California, lâm vào cảnh trắng tay, không có nơi học, không có nơi ở, sau khi trung tâm này bị Bộ Hàng không Liên bang Hoa Kỳ đình chỉ hoạt động. Đại diện các học viên và gia đình đã cho biết phần lớn học viên học tại trung tâm huấn luyện phi công ở Hart đều tự túc kinh phí đi học. Nhưng cho đến tháng 9 năm 2014, trung tâm Ahart bị đóng cửa và ông Nguyễn Đức Minh, chủ trung tâm, người trực tiếp ký hợp đồng đào tạo với các học viên lại bỏ trốn. Gia đình các học viên cho biết ông Minh đã thu hết tiền học phí và tiền thuê nhà, tiền ăn của học viên với số tiền hơn 80.000 Mỹ Kim cho mỗi người, nên nhiều học viên đã bị bỏ rơi, bị đuổi khỏi nơi cư trú do phía trung tâm không đóng tiền nhà. Đồng thời, nhiều người không có khả năng chi trả để tiếp tục học phí ở các trường đào tạo khác. Trong 79 học viên đang theo học, có 21 người do Vietjet Air gửi sang đào tạo, còn lại dưới dạng tự túc. Trong số người này chỉ có 6 học viên tốt nghiệp có bằng lái máy bay thương mại. Với 21 học viên của VJA, đại diện VJA đã cho biết là đã cử đoàn công tác sang tận nơi để giải quyết, hỗ trợ học viên và tìm trung tâm đào tạo khác. Ông Phan Xuân Đức, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, hiện nay Vietnam Airlines cần thêm khoảng 100 phi công mỗi năm. Vì vậy, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ tất cả các học viên từng theo học tự túc tại trung tâm Ohart tiếp tục học tập ở các trường đại học khác và sẽ nhận về làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tập có đủ các bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu. Thưa quý vị, theo ông Đức, Vietnam Airlines sẵn sàng ứng trước 50% tiền học cho các học viên và trừ dần vào lương sau khi học tốt nghiệp và về làm việc cho Vietnam Airlines. Phía hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã cho biết là giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện của Ahart đã bị chấm dứt hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 năm 2013 do không thông báo cho hàng không Liên bang Hoa Kỳ việc thay đổi chủ sở hữu và thay đổi về cơ sở vật chất, không đáp ứng được một số quy định tại quy chế an toàn hàng không Liên bang Hoa Kỳ, nên từ ngày 6 tháng 10 năm 2014, hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã đình chỉ hoạt động của Ahart. Người Việt Nam chi đến 3 tỷ 100 triệu Mỹ Kim để uống bia trong năm 2014. Theo báo cáo của Liên hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, tức là VBA, cho biết năm 2014, người Việt Nam đã chi ra ít nhất là khoảng 3 tỷ 100 triệu Mỹ Kim để uống bia, chưa kể bia nhập khẩu, bia xách tay từ nước ngoài. Cụ thể, vào năm 2014, cả sản xuất lẫn tiêu thụ bia ở Việt Nam đều đã tăng và các doanh nghiệp bia Việt Nam đã đạt được sản lượng là 1.140 tỷ lít bia. Trong số đó thì tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco chiếm thị phần lớn nhất. Theo thông tin từ hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tác hại của thức uống có cồn do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2010 cho đến nay thì Việt Nam luôn nằm trong top những quốc gia có sự tăng trưởng tiêu thụ rượu bia cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, theo lời ông Nguyễn Văn Việt là chủ tịch của VBA, thông tin Việt Nam đứng hàng đầu trong việc tiêu thụ bia trên thế giới là không chính xác. Cụ thể là ông cũng nêu Việt Nam chỉ là nước có lượng bia tiêu thụ trên đầu người ở mức trung bình trên thế giới. Cũng theo VBA, năm 2014, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư vào ngành bia với các dự án đã được đưa vào sản xuất như là nhà máy bia Sài Gòn, Kiên Giang. VBA còn cho biết sản lượng bia của Việt Nam năm 2014 tăng 8.1% và việc tăng đầu tư là để đáp ứng nhu cầu thị trường. Kính thưa quý vị, bia rượu liên quan đến 8% những tai nạn giao thông phải vào bệnh viện điều trị, trong khi những quốc gia như là Thái Lan, Singapore và nhiều quốc gia đã thực hiện hạn chế độ tuổi được phép để mua bia rượu, cấm quảng cáo, tặng quà, rượu bia và thức uống có cồn, thì Việt Nam hiện nay mới cấm quảng cáo rượu, đang cho phép quảng cáo bia và
cho phép mua bán bia rượu bất kể giờ giấc và độ tuổi. Và đến tôi là Trọng Công Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội đến với câu chuyện tháng riêng của chúng tôi với chủ đề niềm tin vững chắc. Và tiết mục cho chủ đề niềm tin vững chắc hôm nay là chính nghĩa tất thắng. Kính thưa quý vị, thưa quý thân hữu, tháng riêng là một tháng đánh dấu nhiều những sự kiện quan trọng liên quan đến lịch sử chiến tranh Việt Nam. Cho phép tôi được chia như sau: Tết Mậu Thân, cuộc hải chiến Hoàng Sa và Hiệp định Paris. Trước khi bàn về các dấu mốc lịch sử trên, cho phép tôi được nhắc đến hai chữ ngưng bắn mà Hà Nội và Mỹ đã đồng ý với nhau trong những ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch và âm lịch. Thế nhưng, vào cuối năm 1967 tại Cai Lậy, thuộc quân đoàn 4 do tướng Nguyễn Đức Thắng làm tư lệnh. Có lẽ theo thể ý cá nhân của chúng tôi, ông là vị tướng sử dụng lực lượng tổng chi bị một cách đúng nhất. Khi chiến đoàn thủy quân lục chiến được vận chuyển xuống Cần Thơ, ông tập họp lại và nói: "Tôi giao cho thủy quân lục chiến trong vòng 3 tháng phải thanh toán xong trung đoàn 263, chủ lực tỉnh của Việt Cộng. Nếu thanh toán sớm, tôi sẽ trả các anh về Bộ Tổng tham mưu tại Sài Gòn." Có ngày tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến thực hiện 2-3 cuộc hành quân trực thăng vận. Vừa đổ xuống, theo tin tình báo, địch lại di chuyển, lại bốc trực thăng và đuổi. Đúng với nhiệm vụ của binh chủng là lùng và truy kích địch. Đến chiều ngày 24 tháng 12 năm 1967, tiểu đoàn 1 đã vây địch, nhưng đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ chiều, giờ của lệnh ngưng bắn sắp đến. Các đơn vị được lệnh án binh bất động, chỉ được tác xạ khi nào địch vi phạm. Đến khoảng 3 giờ sáng, 3 tiếng súng CKC của địch nổi lên, các đơn vị mũ xanh được lệnh báo động và nghe rõ tiếng lội nước bì bõm của địch chạy ra khỏi phòng vây. Đến ngày 31 tháng 12 năm 67, lại một lần nữa lệnh ngưng chiến có hiệu lực từ 6 giờ chiều ngày 31 đến 6 giờ chiều ngày 1. Đúng khoảng 11 giờ đêm, Việt Cộng sử dụng lực lượng đặc công tấn công tiểu đoàn 1 bất chấp lệnh ngưng bắn mà chúng đã thỏa hiệp với Hoa Kỳ. Điều này chúng ta thấy rõ rằng Việt Cộng chỉ biết ký, còn chuyện thi hành coi như là họ không bao giờ để ý đến cả. Rồi trận đánh Mậu Thân, khi cả dân tộc từ Nam ra Bắc đang chờ đợi giây phút để cúng tổ tiên trong đêm giao thừa, ông Hồ lên đài phát thanh đọc thơ chúc Tết đến các đồng chí của ông qua 4 câu thơ sau: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Đâu ngờ rằng đây là lệnh tổng tấn công của Hà Nội dành cho 30 thành phố và các thị xã của miền Nam đã phải chìm trong máu lửa. Phải thú thật, trong vài ngày đầu chúng ta có phần bị động vì các đơn vị cho quân nhân đi phép và lơ là trong công tác ứng chiến. Nhưng sau đó chúng ta đã bắt đầu làm chủ trận chiến. Tại Sài Gòn, sau khi bị địch đẩy ra khỏi thủ đô, tiểu đoàn 1 được không vận ra Huế. Tình hình hết sức bi thảm, chúng tôi phải chiếm lại từng căn nhà, từng con đường vì Việt Cộng đã cố thủ từ lâu sau 26 ngày. Và Việt Cộng đã bị đánh bật ra khỏi cố đô. Một số tài liệu Mỹ và phương Tây cho rằng, trong lúc chiếm giữ Huế, quân Việt Cộng đã xử tử nhiều nhân viên quân sự và dân sự thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Theo Mark Udrup, một báo cáo của Mặt trận Giải phóng bắt được ngày 25 tháng 4 năm 1968 ghi rằng họ đã diệt 1.892 nhân viên hành chính, 38 cảnh sát, 790 tên ác ôn, 6 đại úy, 1 trung úy và 20 thiếu úy và nhiều sĩ quan trừ bị khác. Tại Huế, thưa quý vị, thưa quý chi níu, theo đơn đặt hàng của Hà Nội, vị nữ phù thủy Lê Phong Lan cùng chồng là Nguyễn Khánh Lân cùng hai ký giả được gắn cho là đã tham dự trận đánh Mậu Thân đã phải bỏ ra gần 10 năm để viết lại lịch sử về vụ thảm sát đẫm máu mà họ đã gây ra. Xin phép cho tôi được trích lời của ông Gorbachev: "Tôi đã bỏ ra nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Câu nói này đã đánh giá toàn bộ cuốn phim mà Hà Nội đã viết để chạy tội. Ngược lại, một sự kiện quan trọng đã xảy ra, một số nhân viên và sĩ quan cao cấp của Cộng sản Bắc Việt đã ra hội chánh với phía Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm Thượng tá Tám Hà, Trần Văn Đắc, Chính ủy Sư Năm, Trung tá Huỳnh Cự, Trung tá Phan Văn Xưởng, Trung tá Lê Xuân Chuyên, Bác sĩ Đặng Tân, Trưởng khu Y tế Pleiku, nhà văn Xuân Vũ, Bùi Quang Chiết, nhạc sĩ Phạm Thế, diễn viên Cao Huynh, ông Mai Văn Số, em song sinh với Mai Văn Bộ, Bộ Ngoại giao Bắc Việt, và Bùi Công Tương, Ủy viên Tuyên huấn tỉnh Bến Tre. Ngay trong cuộc họp báo đầu tiên, Thượng tá Tám Hà cho biết muốn thắng Việt Cộng, miền Nam phải áp dụng chính sách cột bao tử, mua tem phiếu như miền Bắc. Nhưng chúng ta đã không làm được như vậy vì nền giáo dục của chúng ta là nền giáo dục nhân bản, không phải là nền giáo dục đảng tính. Chính nghĩa của dân tộc Việt Nam nhất định phải thắng, cho dù phải chờ một thời gian nữa. Gần 50 năm đã trôi qua, nhưng mỗi năm cứ đến ngày Tết âm lịch,
nhìn những hình ảnh mà nhân dân cố đô Huế gào thóc một cách thê thảm bên những thân nhân của họ được tìm thấy trong các mồ chôn tập thể do Việt Cộng gây ra. Người Việt tị nạn cộng sản phải có một suy nghĩ thật đứng đắn để có thể tiếp tay với nhân dân trong nước trong cuộc giải thể chế độ không còn nhân tính nữa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Xin đa tạ. Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phóng sự về buổi phát thức ăn cho người vô gia cư tại Virginia do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng năm 2015. Chúng tôi đang có mặt tại Northern Virginia Service Serve Families Emergency Shelter tại Manassas, Virginia. Hôm nay nhà Việt Nam cũng như hội kết đoàn và tất cả rất là nhiều phụ huynh đã hợp tác đến đây feed homeless cho những người kém may mắn của Manassas, nhất là chỗ này là của những family domestic abuse, những người woman hay là những người phụ nữ bị chồng đánh đập, hành hạ. Và theo Bích Phượng biết, họ được ở đây khoảng 30 ngày, sau đó thì sẽ có bộ xã hội giúp đỡ họ để tìm được một cái chỗ ở khác. Và vì lý do privacy nên chúng tôi không có thể quay được tất cả những hình ảnh mà có mặt của những người trong homeless shelter. Vì vậy nên chúng tôi chỉ có thể thâu được những cái staff mà đã đến đây làm thiện nguyện mà thôi. Xin quý mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Ngày 18 tháng 1 vừa qua, nhà Việt Nam đã đến cung cấp bữa ăn trưa cho những người vô gia cư có con nhỏ tại Serve Family Care Shelter 1056 Dean Drive, Manassas, Virginia. Mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng rất đông phụ huynh đã đưa con em đến với những món ăn thật ngon để tập cho con mình có những tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ với những trẻ em không may mắn. Các em thuộc Liên đoàn Hướng đạo Gia đình, Trường Việt ngữ VYAA và Nhà Việt Nam đã có dịp gặp gỡ và làm quen nhau trong công tác thiện nguyện này. Các em lăng xăng bày những đĩa trái cây, những lon nước, những gói chip lên hai chiếc bàn dài kê sát tường nơi phòng ăn. Rồi các em tươi cười đứng thành hàng cạnh đó để phân phát những thực khách sau khi họ đã nhận được những đĩa thức ăn nóng hổi do các phụ huynh trao tặng từ nhà bếp. Thức ăn thì nhiều món, mà món nào cũng rất là nhiều và ngon. Nào là súp, nào là chả giò, mì xào, cơm chiên, bún xào, xà lách, pizza. Nhưng các thực khách tí hon chỉ ăn pizza, nên những người lớn được ăn thoải mái, có thể lấy 2-3 lần chứ không bị hạn chế như những ngày cung cấp bữa ăn cho những người lớn ở Bailey Crossroads Shelter. Nhìn căn phòng ăn rộng lớn, nhìn vào căn bếp, chúng tôi thấy các thiện nguyện viên lớn, bé khá đông đảo, có lẽ không thua những người vô gia cư là bao. Và vì thức ăn quá nhiều nên các thiện nguyện viên cũng đã có dịp thưởng thức các món ăn đặc biệt của nhau. Chị Mai ở Baltimore, ái nữ của nhà văn Tạ Quang Khôi, lần đầu tham gia với nhà Việt Nam, đã chỉ dẫn cho mọi người cách chiên cơm khi mọi người tấm tắc khen ngon. Vợ chồng tôi hôm nay muốn đến đây để giúp, mà hôm nay là ngày đầu tiên. Thật ra tụi tôi muốn giúp là kể từ bây giờ trở đi, là tại vì con cháu lớn lên trên đất người ta, trên đất Mỹ, mà con cháu cũng thành công. Thì thôi, bây giờ là cái lúc mà mình phải give back, mình phải trả lại, thứ nhất. Với thứ hai, muốn nghĩa là làm việc để cho mấy đứa nhỏ nó thấy, để nó noi gương ông bà. Tại vì tôi cũng là bà ngoại rồi, thì nó cho cháu nó thấy, để nó bắt đầu nó nghĩ tới chuyện, nghĩ tới người khác hơn là nghĩ tới mình. Tôi với cùng chung với vợ tôi, cùng chung tham dự ngày hôm nay. Và nhờ một người ở trong một cái nhóm đến nhà chơi rồi mới nói về cái vấn đề mà giúp cho những người homeless như vậy, thì chúng tôi rất là thích thú làm những cái việc gì mà chúng tôi nên làm. Tại vì tôi có đứa con nó cũng trong hướng đạo, thì cũng đi làm những cái việc charity này rất là nhiều. Thì con gái tôi cũng có nói với vợ chồng tôi, bố với mẹ cũng nên đi làm như vậy cho nó có vui, chứ vâng, thì bố với mẹ cũng nên làm những cái chuyện gì tốt cho về sau. Bác sĩ Lương Đức Kỳ cùng cậu Quý Tử có mặt từ sớm với một khay lớn chả giò làm ở nhà, ở lại đến phút cuối chót và nói trước khi ra về, thật là vui, vui quá. Xin bác sĩ cho biết tại sao, lý do bác sĩ có mặt ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi cũng có một cái người con đi hướng đạo và đồng thời là phải có một cái hoạt động về xã hội, một cái gì.
Cho nên chúng tôi muốn tập cho cái người con của mình nó phải có một cái sinh hoạt vừa là xã hội, vừa là hướng đạo, mà vừa là có một cái làm sao để nó phụ giúp tương trợ những cái người mà nó vừa là họ đang thiếu thốn về tài chính, cho nên họ cần có một sự hỗ trợ, và cứ mỗi ngày chủ nhật như vậy đó thì họ có những cái bữa ăn ngon. And how do you feel when you come here today? Really proud. Very. Who brought you here and why? My mom, and because I like to help people. Your mom must be very proud of you, right? Yeah. Chị cho em biết cảm nghĩ. Mình ở bên liên đoàn gia đình, mình muốn mang con mình tới đây để cho nó học hỏi như thế nào để giúp đỡ mọi người nghèo, là mình cái này giống như là một cái cách để mình trả ơn lại cho cái đất nước mà mình đã cứu mang mình. Trước thì em làm mấy cái cho mấy hội Mỹ với lại về volunteer mấy cái máu rồi đồ ăn hay mấy cái mấy nhà thờ cho mấy nước ngoài thôi, nhưng mà đây lần đầu tiên mà em làm hợp tác chung nhà Việt Nam ở đây, nói chung là rất là vui, rồi lại không ngờ lại có đông người như vậy. Bích Phượng tường trình từ Manassas, Virginia. Xin chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một chương trình cũng gọi là hơi đặc biệt. Bình thường quý vị thấy chúng tôi trên chương trình SBTN Morning hoặc là chương trình với Victoria Tối Huyên Show. Nhưng mà vì hôm nay có một chuyện đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam, đó là Nhật Báo Người Việt ngày hôm qua 12 tháng Giêng năm 2015 vừa phát hành báo xuân năm 2015, tức là năm Ất Mùi. Đây thưa quý vị, tờ báo còn nguyên trong tay tôi và rất là thơm mùi giấy. Và chính vì thế ngày hôm nay chúng tôi có cuộc phỏng vấn đặc biệt với phóng viên Ngọc Lan, là một phóng viên cộng đồng của Nhật Báo Người Việt và cũng là người đóng góp cho Nhật Báo Người Việt trong những năm qua. Xin chào cô Ngọc Lan. Xin kính chào anh Đỗ Dũng và xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Tôi biết là cô có đóng góp trong báo xuân này cũng nhiều năm lắm, có thể nói là từ ngày đặt chân vào Báo Người Việt, đúng không? Hình như năm nào tôi có những năm tôi mở ra tôi cố gắng tôi tìm coi cái báo nào mà không có tên Ngọc Lan đâu, mà tôi hoàn toàn thất bại. Năm nào cũng có ít nhất là một bài của cô. Thì năm nay tôi thấy cũng có vài bài nữa. Thì trước hết xin Ngọc Lan cho thầy biết là báo xuân Người Việt năm nay nó có gì đặc biệt so với những năm trước? Cộng đồng Việt Nam chúng ta ở Mỹ 40 năm, Báo Người Việt đã thành lập được 35 năm, thì theo tôi hiểu là 35 tờ báo xuân đã đi qua. Cô thì chưa làm đủ 35 năm Báo Người Việt, nhưng mà cô có thể biết là từ trước thì tờ báo năm nay có gì đặc biệt để mà khán giả SBTN cũng như đồng hương Việt Nam ở khắp nơi nên mua? Điều đặc biệt nhất mà Ngọc Lan cảm nhận được từ khi mà bắt đầu có mặt ở trong báo xuân, đó là cái tờ báo này được chuẩn bị trong vòng 3 tháng. Và trong 3 tháng qua trước khi ra tờ báo này thì ban biên tập Báo Người Việt đã gửi hết tất cả phóng viên đi rất là nhiều các tiểu bang để tìm hiểu về cái đời sống của cộng đồng người Việt ở khắp nơi. Và đó là cái mục đích chính, cũng là cái nội dung của báo xuân năm nay, đó là 40 năm tị nạn của người Việt và 35 năm Nhật Báo Người Việt. Nhưng mà 40 năm thì Mỹ là có tới 50 tiểu bang, tiểu bang nào cũng có người Việt. Dạ. Thế thì làm sao mà đi hết được 50 chỗ? Dạ, thế đúng. Thì mình chọn như thế nào? Rồi đi về viết bài, rồi làm sao mình chọn những gì lên để cho nó đưa vô trong cái tờ báo? Cái này tôi biết là không thể đủ hết 50 tiểu bang, thì làm sao mình làm được cái chuyện đó? Anh Dũng nhắc 50 tiểu bang thì Ngọc Lan cũng nghĩ là sẽ có một lúc nào đó mình sẽ làm được 50 tiểu bang. Nhưng mà hiện tại thì mình chọn, Nhật Báo Người Việt chọn những cái tiểu bang nào mà cái cộng đồng Việt Nam ở đó đông nhất. Đông nhất thì mình sẽ làm. Dĩ nhiên Lý Đô Sài Gòn là phải cover rồi. Và cái người mà hiểu rõ nhất về Lý Đô Sài Gòn thì không ai khác là ngoài anh Đỗ Dũng, đúng không? Cho nên là anh cứ việc ở tại chỗ để anh làm. Còn những cái nơi khác thì để cho tụi em đi. Thì phóng viên người Việt đã đến miền Bắc California, đến các tiểu bang miền Đông, ví dụ như là Washington DC, như là New York, Philadelphia, Pennsylvania, hay là qua bên miền Texas, rồi đến Florida, rất là nhiều. Dạ, những nơi mà mình nghĩ rằng là có một những cái gì đó nó thú vị đối với lại quý độc giả của người Việt, và mình đến để mình tìm hiểu về cái đời sống ở đó.
thì Ngọc Lan cũng cho biết là Ngọc Lan là một trong người được đi đúng không? Dạ. Thế bây giờ nói những cái thú vị thì Ngọc Lan đi cái chuyến vừa rồi có cái gì thú vị và trong đây có cái bài nào Ngọc Lan về đó có thể kể sơ cho khán giả SBN biết được hay không? Dạ dĩ nhiên là được. Cái nơi mà Ngọc Lan được đi á, là ở hai tiểu bang đó là Texas và Florida. Ừ. Thì ở Florida thì Ngọc Lan được đi đến tìm hiểu hai cái nghề mà người Việt Nam của mình làm. Đó thứ nhất đó là cái những cái vườn trái cây, những cái vườn trái cây Việt Nam. Cái thứ hai đó là những cái vườn rau Việt Nam, những cái nơi mà người Việt mình sống bằng cái nghề là trồng rau và kinh doanh rau. Ở Texas thì Ngọc Lan được đến những cái vùng sâu hơn để mà tìm hiểu về cái nghề nuôi gà công nghiệp của người Việt Nam mình. Thì hồi đó giờ mình nghe thôi, mình nghe, ví dụ mình ra mình thấy, mình đi vô chợ Mỹ thì mình thấy người ta bán gà mua, nhưng mà đến rồi để coi cái cách người ta nuôi như thế nào vân vân thì quả là rất là thú vị. Thì đó là riêng cái phần của Ngọc Lan thôi. Ngoài ra thì anh Đỗ Dũng cũng sẽ thấy đó, quý vị cũng sẽ thấy khi mà lật gần 50 bài hiện diện ở trong cái quyển báo mà dày 300 trang như thế này thì sẽ thấy rất là nhiều cái bài ngoài cái chuyện mà rau, trái cây, rồi nuôi gà mà Ngọc Lan viết về cái đời sống, thì còn có nhiều bài của những cái tác giả khác, ví dụ như là Khôi Nguyên. Khôi Nguyên đi đến cái vùng Houston, Texas, và có bài là Công Tử Bắt Cua Trên Vịnh Galveston ở Texas nè, hay là ví dụ như là Thiên An thì viết về cộng đồng San Jose, hay là Kalin Ngô Hà Giang thì viết về cái cộng đồng người Việt ở cái vùng miền Đông. Ngọc Lan thì viết về cái gì trồng rau, trồng trái cây. Còn như Thiên An, quý vị thấy trên màn hình là viết về San Jose, cái nơi ngày lunch. Yeah. Xe lunch là cái nơi mà nếu tôi nhớ không lầm là một trong người thành công là ông Lee Sandwiches bây giờ. Yeah. Và bây giờ trên đó có nhiều người làm cái nghề này, hay là Silicon Valley ở vùng San Jose cũng là thiên đường startup. Startup đây là những cái công ty bắt đầu ra đời thập niên 90, hay là chẳng hạn như 40 năm mà nghĩ đến những người đã chết như của tác giả Huy Phương, là những về nghĩ về những đồng đội của mình. Thì cái này tôi thấy nó có một cái sự giống như là trong cái báo này tôi thấy có nhiều cái con số 40, thấy nó nhiều lắm. Yeah. Thì như hồi nãy tôi nói là giống như 40 năm cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thế thì bây giờ thưa Ngọc Lan có thể cho biết là thường thường theo tôi biết báo Người Việt những năm trước đó, khi mà mình nói về báo Xuân, mình nói về ngày Xuân, kể chuyện ngày Xuân, hay là nếu 30 tháng 4 thì mình kể những cái chuyện là ngày 30 tháng 4 cộng sản chiếm miền Nam như thế nào, người ta bỏ ra đi như thế nào, tang tóc làm sao, bị cải tạo, tù cải tạo như thế nào, đi thăm các thứ. Nhưng mà năm nay có vẻ như người Việt chuyển hướng khi mà làm cái đề tài lại chú trọng về những cái cuộc sống ở đây, thì có phải như vậy đúng không? Và vì sao báo Xuân Người Việt năm nay có vẻ đổi hướng như vậy? Lý do gì? Dạ. Cái điều mà anh Đỗ Dũng nêu ra đó là cũng là một cái suy nghĩ và cái trăn trở của ban biên tập báo Người Việt. Thì mình nói nhiều về biến cố 30 tháng 4, mình nói nhiều về cái người tị nạn ở đây, nhưng mà đã đến lúc mình cần nhìn lại, mình đã chọn nơi này làm cái quê hương thứ hai và mình nói về cái sự phát triển của cộng đồng ở đây qua tất cả những cái khía cạnh đời sống, sự nghiệp, rồi vân vân. Đó là cái mục đích mà ban biên tập báo Người Việt chọn để đưa ra trong cuốn báo Xuân này. Như vậy đó là có vẻ như là những chuyến đi của các phóng viên Người Việt cho tờ báo Xuân này là ghi lại những cái gì xảy ra trong cộng đồng Việt Nam mà nó bắt đầu từ cách đây 40 năm cho tới ngày hôm nay, đúng không? Đúng rồi. Ngọc Lan chỉ được đi có một vùng thôi quý vị, được hai. Đi có một vùng mà hai tiểu bang chưa nói hết, đó là Texas với Florida. Yeah. Thì chắc chắn cũng không thể nào nhìn thấy hết được Người Việt, là bởi vì có những người khác đi, mà như nãy Ngọc Lan nói là Thiên An, Hà Giang, Cơ Linh Ngô, Linh Quang Thái vân vân, và Khôi Nguyên đi những vùng khác. Nhưng mà chắc Ngọc Lan cũng có đọc qua những bài này thì thấy có cái điểm gì đặc biệt của người Việt Nam mình trong 40 năm qua. Một cái điều gì mà Ngọc Lan trong cái chuyến đi Ngọc Lan thấy cũng như qua đọc những cái bài của các đồng nghiệp của mình, thấy cái gì đặc biệt của người Việt Nam mình trong 40 năm qua ở Hoa Kỳ, có thể chia sẻ với khán giả SPTN không? Cái điều mà Ngọc Lan cảm thấy nói thật đấy nha, nói thật. Dạ. Từ chính những cái gì mà mình cảm nhận được ở trong cái chuyến đi của mình, cũng như là qua đọc bài của các đồng nghiệp của mình, thì đó là một phải nói là một cái sự kiên trì, một cái sức chịu đựng và một cái sự vươn lên của người Việt mình khi mà bỏ nước ra đi và qua đây để mà sinh sống và tồn tại. Có nghĩa là họ đã xác định được
cái nơi chốn mình ở và cái mục đích vươn lên của mình là như thế nào, hy sinh cái đời của mình để mà cho con cái có một cái tương lai đi lên bằng tất cả những cái ngành nghề gì mình đã trải qua. Và khi họ đã chọn được cái, xác định được mục tiêu của mình thì họ theo cái con đường đó đi và họ thành công trong những cái sự lựa chọn của mình. Đó là cái điều mà Ngọc Lan cảm nhận được qua chuyến đi của mình cũng như qua những cái gì mà đồng nghiệp mình viết. Vừa rồi tôi thấy trên màn hình có coi như quảng cáo một số bài viết, ví dụ sao Philly đường số 9 trợ ý của cộng đồng Việt, hay là nói về nhà thờ Vạc Xây ở bên New Orleans, hay là nói công tử bắt cua ở bên Texas, vân vân. Trong cái số báo xuân này, mặc dù là không phải là cover hết 50 tiểu bang, nhưng mà liệu người ta độc giả của người Việt hoặc khán giả SBTN mua cái tờ báo xuân của người Việt năm nay, đọc xong 50 bài này, liệu họ có hình dung ra được cộng đồng Việt Nam tại Mỹ 40 năm qua và tại sao? Ngọc Lan nghĩ là nó được, dĩ nhiên nó sẽ không trọn vẹn. Nhưng mà liệu có gửi được cái thông điệp đó không? Dạ, Ngọc Lan nghĩ là sẽ gửi được cái thông điệp đó. Vì sao? Vì tất cả những cái gì mà nó được thể hiện ở trong đây, mỗi người đọc sẽ nhận thấy được, có thể người ta sẽ gợi cho người ta lại cái thời gian đầu khi họ đến Mỹ nó như thế nào. Họ sẽ bắt gặp ở trong cái hình ảnh của cái challenge đó. Biết đâu hồi đó mình cũng làm như vậy. Đúng vậy. Họ có thể bắt gặp ở trong cái chuyện mà họ nuôi từng con gà hay trồng từng cọng rau, bắt gặp mình, chính mình ở trong đó. Đó là cái điều Ngọc Lan nghĩ. Và họ có thể, những người đã giống như là họ làm mà họ không làm tới nơi tới chốn, họ thua cuộc, thì họ lại nhìn cái này thì họ thấy quả là khi người ta dồn hết sức thì người ta đã đi lên như vậy. Thì nó vừa là một cái gì đó gợi nhắc lại cái thời đầu 40 năm mình tới đây như thế nào, và nó cũng là một cái gì đó nó thúc đẩy mình nhìn rằng là cái cộng đồng mình hay là chính bản thân mình, nếu mình có một cái nghị lực thì mình cũng sẽ đạt được những cái điều này. Có nghĩa là Ngọc Lan nói rằng khi quý vị mua tờ báo Xuân Người Việt, quý vị đọc những bài viết trong đây, nhìn hình ảnh trong đây, nghe những câu chuyện trong đây, ít nhiều quý vị thấy được hình ảnh của mình trong đó. Nếu ví dụ như bài challenge của Thiên An ở San Jose, nếu mình không bán challenge thì mình cũng từng ăn challenge, đúng không? Nếu mình không, trong bài nuôi gà Ngọc Lan, nếu mà quý vị không từng nuôi gà, quý vị cũng phụ người ta nuôi gà hoặc cũng từng ăn những con gà đó, đúng biết không? Đâu nhưng mà lại nãy trong đầu mình là mình sẽ đi nuôi gà thì đúng rồi, thì cái đó lại còn phải, chắc là phải nhờ Ngọc Lan chỉ thêm mấy chiêu nữa. Thế nhưng mà ý Ngọc Lan nói là đây là một tờ báo đáng xem và đáng mua trong cái mùa xuân này, để quý vị có thể tìm thấy mình ở đâu đó trong 40 năm vừa qua, mà còn đi xa hơn nữa, không phải chỉ tìm thấy mình mà biết đâu mình tìm thấy bạn mình, bà con mình, và đặc biệt là đồng hương của mình ở khắp nơi tại Hoa Kỳ. Trong cái cuốn sách Bao Xuân này nó còn nhiều điều rất lý thú, và điều đó là điều gì? Xin quý vị tiếp tục những màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của SBTN. Thưa quý vị, như tôi thường ở đầu chương trình, hôm nay đặc biệt tôi lại host một cái chương trình mà quý vị không thấy thường ngày. Chắc quý vị lấy làm lạ, của cái ông này mọi ngày ông nói buổi sáng, ông nói với ông Mai Phi Long, hay là thứ hai ông nói cô Tô Uyên, lâu lâu ông nói mấy ông chính trị gia, sau này lại nói cái chuyện này. Bởi vì nó có sự kiện đặc biệt. Như tôi thưa là báo Người Việt ngày hôm qua vừa mới phát hành báo Xuân Ất Mùi năm 2015. Thì giờ chúng tôi phỏng vấn cô Ngọc Lan, một trong những người là phụ trách trên cái tờ báo này. Và hồi nãy đầu chương trình anh em tôi có đi qua sơ lược những cái đề tài cũng như chủ đề của báo Người Việt, báo Xuân Người Việt năm nay. Bây giờ xin Ngọc Lan có thể nói tiêu biểu một số bài mà Ngọc Lan thấy. Tôi biết báo Xuân nó không chỉ Xuân không, ngày xưa chúng ta ở Việt Nam thường thường làm báo Xuân là chúng ta chỉ nói về Xuân năm nay cả. Nhưng mà qua bên Mỹ này thì bây giờ khuynh hướng báo Xuân là nói về đủ thứ, nào lĩnh vực văn hóa, có chính trị, có ngoại giao, có nấu ăn, có phụ nữ, có thậm chí là xã hội cũng có luôn, mà rồi chiến tranh có không, có cái thứ gì mà không có. Thì Ngọc Lan có thể nói sơ sơ một số bài tiêu biểu trong này để khán giả SBTN biết, để họ có thể mua. Lúc nãy thì về cái chủ đề thì Ngọc Lan đã nói là quý vị mua cái tờ báo này, quý vị đọc, quý vị sẽ nhìn thấy, sẽ thấy mình trong đó trong 40 năm qua, đúng không? Thì bây giờ có gì đặc biệt trong cuốn này nữa qua các bài viết? Thì như hồi nãy đã nói đó, tức là cái tờ báo Xuân năm nay thì nó đưa mình trở về cái cảm giác những người nào mà ở đây 40 năm rồi thì sẽ gợi nhắc mình của những cái thời xưa, và những người nào mới qua thì họ đọc trong báo Xuân này để giống như là tiếp thêm cho mình một cái nghị lực để mà mình làm sao ngày xưa người ta cũng khổ như vậy, bây giờ mình cũng vậy. Và nó thì cho nên là cái cuốn báo Xuân này nó được rất là nhiều cái đề tài. Mở đầu ra thì
quý vị sẽ thấy được cái năm nay á, là cái năm mà cộng đồng người Việt Nam mình ở đây á, lại khá là vẻ vang ở trong cái con đường chính trị. Thì có nhiều bài trong này giới thiệu về cái điều đó. Ví dụ như là bài, ngay chính bài của anh Đỗ Dũng ở đây, đó là một cái bài mà lược nhìn về cái đời sống chính trị của cái cộng đồng ở Little Sài Gòn này. Hay là cái bài về gặp gỡ những người từng là thị trưởng gốc Việt ở ngay tại đây. Hoặc là cái bài đầu tiên hết để mà của nhà báo Ngưu Nhân Dũng, với là dù như là chuẩn bị đặt nền móng dân chủ. Đó là những bài mà mình nghĩ là nó là hơi nặng, đúng không ạ? Còn riêng về những cái bài mà nó nhẹ nhàng hơn, có hương vị của ngày Tết, thì ở trong này có cái bài mà của nhà báo Phạm Quốc Bảo đó. Đó là bài Hương Vị, Gia Vị Qua Ca Dao Tục Ngữ. Gia vị tức là ngày Tết phải nói chuyện câu nấu ăn, đúng không ạ? Thì những cái gia vị đó là bước vào trong cái ca dao tục ngữ như thế nào? Tức là có thể nấu ăn mà đọc ca dao không, mình bỏ gia vị vô. Có phải vậy không? Chúng ta hiểu là như vậy. cái bài đó đọc, quý vị đọc sẽ thấy rất là hấp dẫn, tiêu biểu qua những cái câu mà ca dao nó đi vào trong cái nhiều người đi vào trong bếp. Nhiều người đã biết đó, ví dụ như là cái câu mà cá không ăn muối cá ương, đúng không? Thì nó cũng là một cái cách. Con cái cha mẹ trong đường con ngoan. Anh có nghe trong đó như vậy ha. Hay là nhà nghèo cơm nguội dưa chua mà bền chí cả sức đổ thừa trạng nguyên. Những cái như vậy thì đó là một cái bài theo Ngọc Lan là nhẹ nhàng. Hay là những cái bài ví dụ như sẽ nhắc về một cái thời mà hồi đó mình uống cà phê, anh Dũng ngày nào cũng uống cà phê, đúng không? Đúng rồi. Dạ, uống cà phê mà bây giờ anh uống cà phê thì nhiều khi cà phê gói vậy đổ vô cái ly, đổ nước vô quậy thôi. Hoặc là pha trong cái bình thủy tinh. Nhưng mà bây giờ nó là cái, nhất là cái thời mà người ta pha cà phê bằng cái lược, anh nhớ. Cái lược giống như cái vớ. Thì gọi là cà phê vớ đó. Cái đó cũng là một cái gì đó nó rất là hay ở trong này. Hay là có những cái bài mà một cái nơi mà mình hay đi qua mỗi ngày ai cũng biết. Đó là ở trên cái góc đường Bonsa và đường Beach. Nó cũng là Beach nhưng mà nó gọi là Bonsa Beach. Ở miền Nam California nó có nhiều Beach, thì Beach là bãi biển đó. Thì nó có Huntington Beach nè, Seal Beach nè, Bonsa Chica Beach nè. Thì ai muốn đến đó, có một cái chỗ gọi là Bonsa Beach mà đến đó là không bao giờ về. Thì tôi hiểu rồi, Bonsa Beach là đường góc đường Bonsa và đường Beach là ngày đó có Big Family nhập hoàn, đúng không? Đúng rồi. Thì năm nay mặc dù trên báo Xuân nhưng mà mình cũng có một bài để mà mình nhắc đến nơi đó. Là một nơi rất là đặc biệt, bởi vì nó không là chỉ là nơi mà mọi người sẽ cuối cùng sẽ đi về đó, đúng không ạ? Nhưng mà có cái điểm đặc biệt ở đây, đó là nơi của rất là nhiều văn nhân thi sĩ người Việt Nam ở đó. Rồi cái đó nó cũng hiện diện, nó mang một cái màu sắc khác. Tức là nói về người Việt Nam trong 40 năm qua tại Mỹ thì nói chuyện cũng sống có, cũng không thể là quên được chuyện chết. Đúng, mà vì đúng, trong chuyện đúng, chết này cũng nhờ có một số người chết mà có một số người sống, có đúng không? Thì bởi vì mấy ông bán hòm, mấy ông bán đất, mà nếu mấy ông kia chết mà không chết thì làm sao mấy ông bán hòm bán đất mà sống được, đúng không? Hay là mỗi năm á, như anh Dũng hồi nãy có nhắc á, là ví dụ như ngày Tết thì người ta hay nói chuyện là liên quan đến Tết, phong tục tập quán vân vân. Năm nay thì báo Xuân Người Việt á, hình như ít chú trọng đến điều đó, nhưng mà không phải là bỏ hẳn. Nó có năm nay là Tết là năm Ất Mùi, tức là năm gì anh Dũng? Năm sư phụ của anh. Năm gọi là năm sư phụ của mấy ông. Ok, thì mình sẽ có một bài trong đó là có một bài của nhà văn Trà Lũ, đó là Tết Con Dê. Tết Con Dê, wow. Nghe là hình dung nghe là nội dung đó là cái gì rồi. Quý vị nghe tên nhà văn Trà Lũ là quý vị biết chuyện vui là đây là nhà văn trào phúng ở bên đúng Canada. Rồi, đúng rồi. Ông viết cũng cả mấy trăm cuốn sách về cái mấy chục cuốn sách, xin lỗi quý vị, về cái chuyện trào phúng rất là độc đáo. Quý vị phải có tờ báo này trong tay để mà coi. Bây giờ hỏi Ngọc Lan cái này, nãy giờ nói nhiều bài, nhiều vở, nói tùm lum. Nhưng mà thật sự trong tất cả 50 bài này Ngọc Lan đọc, bài nào Ngọc Lan ưng ý nhất và vì sao? Nói cái câu này thì nó hơi khó, tại vì... Không có khó, đã hỏi là phải có người giải nhờ ấy. Anh Dũng hỏi là đây là cái cuốn báo Xuân mà đầu tiên mà Ngọc Lan có nhiều bài nhất ở trong này, đi là 4 bài mà anh Dũng hỏi trong 4 bài đó bài nào đó thì không, có lẽ dễ hơn. Bây giờ trừ bốn bài đó ra, mình không thể mình khen mèo được. Trừ bốn bài đó ra là mọi người biết rồi, bài Ngọc Lan viết, thưa quý vị, không cần quảng cáo, quý vị cũng biết, và quý vị phải mua báo Xuân kỳ này để có coi bốn cái bài đó. Nhưng mà ngoài bốn bài đó ra, còn lại 46 bài, bài nào ưng ý nhất?
Chắc có lẽ là bài Công Tử Bắt Cua quá. Vì sao? Bởi vì cái bài đó nó, Ngọc Lan nghĩ nó, mình đọc mình thấy nó rất là đời thường. Cái cuộc đời đó, cái cuộc sống đó nó hiện diện ở xung quanh mình. Nó vừa có một cái gì đó gần gũi mà nó đồng thời nó vừa có một cái gì đó nó rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Thì đó là cái bài mà Ngọc Lan nghĩ là Ngọc Lan thích ở trong cái quyển báo xuân này. Ông Công Tử Bắt Cua này trên vịnh Galveston ở Texas. Quý khán giả SPTN ở bên Texas chắc quý vị biết cái chỗ này. Vùng này là cái vùng Việt Nam mình đánh cá rất là nhiều, đánh tôm rất là nhiều. Và cái vùng này theo tôi được biết ngày xưa cũng là cái vùng mà khi người Việt Nam mới đến cũng bị người địa phương kỳ thị rất nhiều. Và đã có những cái vụ mà xảy ra bắn nhau ở đây. Đến bây giờ cộng đồng Việt Nam mình mới gọi là ổn định được. Và quý vị thấy cho màn hình cái ông công tử đó, để tóc mà như ông búi đằng sau phải không? Rất là Nam Bộ, rất là Nam Bộ, bay phất phới. Nhưng mà thưa quý vị, nhìn vất vả thôi, nhưng mà đừng coi thường. Ông này rất thành công, có đúng không? Đúng không rồi. Thành công đâu ai gọi là công tử. Nếu không ta gọi là nông dân bắt cua là không ai gọi là công tử. Nhưng mà Ngọc Lan có thể chia sẻ thêm chút xíu, nói là thấy rất là đời thường. Nhưng mà đời thường cái gì? Trong cái bài này nó có cái điểm gì đặc biệt với cái ông này không? Dạ, đặc biệt ở chỗ thì cái anh này là một người con lai. Con lai. Rồi đi vượt biên thì đi vượt biên không phải là theo cha hay theo mẹ gì hết, là theo bà. Dạ, đi. Rồi qua đây thì nói chung là Ngọc Lan nghĩ như lúc đầu Ngọc Lan có nói đó, có nghĩa là cuộc đời, mình nhìn vào cuộc đời của mỗi người, một người để mình ngẫm về cuộc đời của chính mình, những cái gì mình đã trải qua, có những cái buồn, cái vui. Thì Ngọc Lan xem bài này đó là một cái bài tiêu biểu cho cái chuyện đó. Từ những cái cơ cực ban đầu, rồi từ những cái khó khăn mà mình nghĩ ai cũng trải qua hết. Dạ, để mà từ từ họ đi lên. Mà cái Ngọc Lan thích như nãy nói Đỗ Dũng đó, thí dụ như nghị viên hay là chính trị gia thì nó hiếm lắm. Nhưng mà những cái cuộc đời thường như vậy á thì nó nhiều. Dạ, nó nhiều. Nhưng mà trong cái nhiều đó nó lại có những cái nét rất là riêng. Cái riêng ví dụ như cái nhìn cái đầu tóc búi của cái người đúng công tử đó là không, mình thấy là quá. Tôi thì tôi rất là Nam Bộ, tôi không ngờ là ông này ông lai. Ngọc Lan không nói tôi biết là ông lai. Là anh có thể anh hát vọng cổ rất là hay. Có nghĩa là vừa có một cái gì đó nó rất là Nam Bộ, nó vừa rất là miền Tây mà nó lại nằm ở trên đất Mỹ. Thì đó là những cái điều mà Ngọc Lan thì Ngọc Lan chỉ nói một phần nào cảm nhận của mình thôi. Rồi. Còn quý vị đọc thì quý vị sẽ thấy được những cái điểm riêng của mỗi người. Bây giờ trở lại bài Ngọc Lan, bốn bài Ngọc Lan. Bốn bài này thì không phải là Ngọc Lan chọn thôi, ban biên tập họ chọn. Tại sao cô lại có bốn bài tôi không biết, bởi vì tôi không trực thuộc phụ trách mà người khác phụ trách, người đó thì không có ở đây. Và trong bốn bài này thì Ngọc Lan ưng ý bài này nhất, trong bốn bài thôi nha. Bốn bài đó là gì xin kể cho khán giả biết. Bốn bài đó là bốn bài gì? Bài bắt gà nè. Bài nuôi gà ha. Bài rau, bài trồng rau nè. Bài trồng rau, bài trái cây. Bài trái cây. Và bài về cái nơi mà mình sẽ đến sau cùng. Là nơi Big Family cái nơi mà gọi là ai rồi cũng sẽ phải đến. Mặc dù không muốn. Thế thì bài nào ưng ý nhất, có phải bài cuối cùng ưng ý nhất không? nói đi, ưng ý nhất bài nào? Cái bài mà Ngọc Lan cảm thấy là thích nhất á, đó là cái bài viết về trại gà. Trại gà. Tại sao bạn nghĩ? Bởi vì nó lạ đối với mình. Mình nghe nhiều nhưng mà bây giờ mình được đến, mình sống một ngày ở cái nông trại như vậy, trại nuôi gà, rồi mình tìm hiểu cái câu chuyện để người ta, mình nghĩ đơn giản lắm. Hồi đó nghe nuôi gà, nghe chuồng gà thì mình cứ nghĩ một cái chuồng gà thì nó chừng dăm con hay là chục con. Bây giờ cái người ta nói nhà người ta có 8 chuồng gà. Wow. Nuôi gà và 8 chuồng gà. Cái đó một chuồng gà đó có 26.000 con. Nghe là mình hơi giật mình rồi. Và họ nuôi như thế nào, họ chăm như thế nào để khi mình bước vào cái nông trại đó, mình đâu có thấy con gà nào đâu. Nhưng mà đúng là nó vô, mình mở cửa cái tự nhiên nghe gõ cửa cộc 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 cộc. Cái mình tưởng là ai mở cửa cho mình vô. Nói không phải, gõ cửa cho con gà nó đừng có giật mình. Nó giật mình nó té, mà nó té thì nó chết. Nó chết thì mình bị lỗ vốn. Đó, cho nên gõ xong rồi bước vô mới thấy gà làm sao. Rồi cái cách họ chăm sóc như thế nào. Rồi tại sao mà nuôi gà rất là giàu. Mà Ngọc Lan đi về, Ngọc Lan cũng đang có ý định là nếu mình để dành tiền được chắc mình đi nuôi gà. Tại vì nuôi gà sao ai cũng giàu hết. Nhưng mà chỉ có điều là nó buồn. Tại sao nó buồn trong cái thời gian đó như thế nào. Thì nó rất là hấp dẫn đối với Ngọc Lan. Và Ngọc Lan nghĩ là Ngọc Lan thấy hấp dẫn thì chắc là Ngọc Lan kể mà nghe anh Đỗ, thấy Đỗ Dũng ngồi nhìn như vậy thì Ngọc Lan nghĩ anh Đỗ Dũng cũng thấy hấp dẫn và khán giả cũng sẽ thấy hấp dẫn. Trước khi đi vào cái phần cuối hỏi luôn, mấy con gà họ nuôi cái móng nó màu gì?
móng của nó màu gì? Không có nhìn. Không có nhìn, vậy hả? Ok, nhưng biết mà sẽ thật không là móng đỏ. Ok, ok, tại vì nghe nói là gì gà móng đỏ, thì nghe phải hỏi. Bây giờ, nãy giờ nói nhiều báo xuân rồi, nhưng mà bây giờ nếu có người muốn mua. Dạ. Yeah. Ở miền Nam California thì dễ rồi, quý vị đến Nhật Báo Người Việt 14771 đường Moran Street, Westminster, California 92683. Ở miền Nam California không ai không biết tòa sản báo về đâu, đến là mua dễ. Nhưng mua với giá bao nhiêu và với người ở ngoài tiểu bang thì mua như thế nào? Và năm nay có quà gì đi kèm hay không? À, một quyển báo xuân, một cái cuốn giải phẩm xuân người Việt thì được bán với giá là $8. Tặng kèm theo đó là một thẻ điện thoại V247 trị giá là $2. Đó là cái quà tặng đi theo. Và quý vị muốn mua đó ở nơi xa thì quý vị có gọi thể là gọi điện thoại 714-892-9414 714-892-9414 hoặc là quý vị có thể vào cái website của Người Việt, đó là www.người-việt.com. Vâng. Thì quý vị vào đó để quý vị có thể order cái số lượng nhiều hơn. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, giải phẩm xuân báo Người Việt dày 300 trang, giá $8, có đi kèm thẻ điện thoại V247 trị giá $2, tôi gọi Việt Nam vào khoảng 10 phút đúng không? Dạ. Yeah. Ở miền Nam California, quý vị có thể đến địa chỉ là 14771 Moran Street, Westminster, California 92683. Ở xa quý vị có thể gọi điện thoại 714-892-9414, 714-892-9414. Hoặc vào trang web người-việt.com để mua báo xuân này. Cảm ơn Ngọc Lan rất nhiều và cảm ơn khán giả SBN theo dõi chương trình hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.